Chiến thần tiếng Anh Quang Linh xuất chiêu, dạy cho lôi con nhưng phản ứng của cộng đồng mạng lạ lắm. Chú Linh xuất hiện với lời khẳng định chắc nịch. Tiếng Anh có gì đâu mà cần phải học. Nhưng những gì diễn ra ngay sau đó lại khiến Giang Cường Bận khóc thét vì sai quá sai. Hello. Các bạn chỉ cần viết ra thôi là đi đọc rồi. Kể cả gặp người Angola cũng hello. Hello. Anh nói là trò nào? Hello. Đấy. À, gì? Ai? Bunifun à? Bunifun. What? Are you? Đấy. Lỡ mày mà ai hỏi nha. How are you nha? I am. Thank you you. Hey. Thank you you. Không cần nói nhiều. Người uy tín chỉ nói một lần như thế thôi. Mặc dù biết tiếng ngoại ngữ vào thì nói chuyện nghe nó sang miệng hẳn, nhưng lớp học kèm riêng một thầy một trò này bất ổn quá. Này là chiến thần diệt tiếng Anh luôn rồi chứ dạy dỗ gì nữa. Rất nhiều cư dân mạng khuyên can lôi con phải tỉnh táo, đừng để ông chú dạy tầm bậy tầm bạ nha. Học tiếng nghệ được rồi con ơi, đừng theo tiếng Anh ở chỗ chú Linh nhá. Xem có đoạn ngắn mà cười sảng luôn á trời. Ông chú đang bị rối loạn ngôn ngữ rồi, đừng nghe ổng suy dại nha lôi con. Tình hình này có lẽ phải nhờ cô Thủy Tiên kèm gấp cho cả hai chú cháu thôi. Còn không thì chú Linh khỏi lo, mình cô Tiên cân tất được cho nha. I am thank you. I am thank you. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV. Ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.